Theo thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 đến 13 tháng 12 năm 2023. Trước đó, ngày 1 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo Trung Quốc, nêu đậm ý nghĩa của quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước của Việt Nam, khẳng định sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.